Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn lây lan trên diện rộng. Các điểm tiêm chủng đều tuân thủ quy định của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm ở mức cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Một số trường hợp phản vệ độ 2 đã được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế và sức khỏe đều đã bình phục. Liên quan đến vấn đề hộ chiếu vaccine, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT hoàn thiện, sẵn sàng các giải pháp và hệ thống kỹ thuật căn cứ vào đánh giá mức độ an toàn của từng loại vaccine phòng COVID-19 để có chính sách phù hợp. Ban Chỉ đạo cũng đề xuất liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip và thẻ bảo hiểm y tế để thuận lợi hơn trong việc theo dõi, tiến hành khám, tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm đối với người dân.